khán thính giả của phố Bonsa TV. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyện của mẹ Nấm bị y án 10 năm trong phiên tòa phúc thẩm. Thì vừa qua chúng tôi nhận được cái thông cáo báo chí của bà đại biện lâm thời của Hoa Kỳ tại Hà Nội, và bà cho biết rằng những cáo buộc chống bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mơ hồ, và bà nói rằng là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được quyền tự do căn bản, chẳng hạn như quyền tự do hội họp, quyền tự do về báo chí, quyền tự do ngôn luận. Thì chúng tôi thấy đó, qua cái thông cáo báo chí của bà Karen McLaren, đại biện lâm thời này, thì chúng ta thấy bà này có vẻ là không hiểu biết về luật pháp Việt Nam và không có thẩm quyền. Vì trong cái vụ việc xét xử bà mẹ Nấm, bà mẹ Nấm đó thì sinh năm 1979, bà từng học về báo chí và có học về cao đẳng Anh văn, và do đó cái trình độ ngoại ngữ của bà cũng thuộc loại là khá, cho nên bà có thể bà giao tiếp và bà trả lời phỏng vấn các đài CNN. Thì trong quá trình gần 10 năm, từ 2007 cho đến 2016, thì bà viết khoảng 400 bài, và theo nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tất cả các bài này đều có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ và chống chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và bà bị bắt và bị xét xử theo điều 88 điều 1 của Bộ luật hình sự. Thì trong đó là họ nói rõ là những người mà tuyên truyền và chống đối chế độ hay là tàn trữ những văn hóa phẩm có nội dung tuyên truyền chống chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì sẽ bị xử theo Bộ luật hình sự điều 88. Thì trong tay chúng tôi là có cái Bộ luật hình sự được trích dẫn ra sau. Làm ra tàn trữ lưu hành các tài liệu văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân sẽ bị phạt tù từ 3 năm tới 12 năm. Thì chúng tôi thấy là trong quá trình xét xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đưa ra những giám định viên. Thì những giám định viên này họ giám định những cái từ khóa trong những bài viết của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và họ đi đến kết luận là những bài viết này có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì qua cái sự xét xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chúng ta thấy đó, lần đầu tiên trong lịch sử pháp đình của Việt Nam và ở hải ngoại đó, là một người nghi can đã được sự bảo vệ của 4 luật sư hoặc 5 luật sư. Chúng ta thấy là trong lịch sử ở nước ngoài chưa có người Việt Nam nào được tới 3 luật sư, nhưng mà bà này có một cái gọi là sự ưu ái đặc biệt. Cái lý do ưu ái đặc biệt theo chúng tôi tìm hiểu thì bà tranh đấu cho những cái tổ chức gọi là xã hội dân sự được giật dây bởi những tổ chức ở nước ngoài, và họ chi tiền cho những cái tổ chức ở trong nước. Thì theo chúng tôi tìm hiểu về luật của Bộ luật hình sự nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và nhiều năm trước đây thì tôi là một trong những người mà đã tham gia cái việc dịch Bộ luật hình sự từ tiếng Việt sang tiếng Anh ở tại Hoa Kỳ này. Cho nên chúng tôi cũng có thể nói là chúng tôi biết khá rõ về Bộ luật hình sự và Bộ luật dân sự của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì họ quy định rất rõ ràng là những cái gì mà tuyên truyền chống phá thì sẽ bị tù từ 3 tới 12 năm. Thì trong cái bản án của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này thì họ giảm 2 năm, tức là xử 10 năm. Và giám định viên của bên nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết luận là những cái từ khóa, những cái câu văn, câu chữ đều có mục đích là chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và chúng ta thấy đó, thì 4 luật sư, luật sư Lưng, luật sư Đôn, luật sư Hà Huy Sơn, luật sư Nguyễn Cát Thành đó, đều không thành công trong việc bảo vệ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và chúng ta cũng thấy rõ là trước cái phiên tòa phúc thẩm thì ông Nguyễn An Đôn, Võ An Đôn đã bị tước bằng hành nghề vì những cái lý do vi phạm đạo đức trong cái phiên tòa. Thứ nhất, chúng tôi thấy ông này đó có nhiều cái tuyên bố bất lợi cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chẳng hạn như
ông tiết lộ bí mật giữa bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và luật sư Hải Sơn. Luật sư Hải Sơn thì cho biết rằng khuyên bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là nên nhận tội và sẽ được giảm án. Còn ông Võ An Đôn thì khuyên bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không nhận tội, kể cả không nhận cái tài khoản Facebook là của mình, coi như là chối tội hoàn toàn, để mà hy vọng là vô tội và sẽ được xử vô tội. Nhưng mà chúng tôi hoặc là chấp nhận là nếu mà không xử vô tội thì có thể ở tù tới 15 năm để mà bảo vệ cái uy tín chính trị của mình. Theo chúng tôi nhận thấy thì ông Võ An Đôn này đưa ra những cái lời khuyên hoàn toàn trái ngược với những luật sư khác như luật sư Hải Sơn. Đó là lý do mà ông bị tước mất bằng luật sư. Chúng tôi thấy tuy là nó hơi nặng, lẽ ra thì ông chỉ nên bị tước giấy phép bào chữa, tức là trong cái phiên tòa này ông bị tước giấy phép bào chữa, nhưng mà chúng tôi coi lại thì ông bị cảnh cáo rất nhiều lần và không có sửa đổi, đó là lý do mà ông bị tước bằng. Còn cái chuyện mà gọi là ông tuyên bố rằng là các luật sư ở Việt Nam chỉ là những cò chạy án chẳng hạn như vậy, thì chúng tôi thấy đó là một sự phỉ báng của cái nghề luật sư ở Việt Nam. Rồi ông nói là chỉ là những cái bình bông để trang trí ở trong cái hệ thống tòa án ở Việt Nam chẳng hạn như thế, cái lời lẽ đó nó không thích hợp cho một vị luật sư, và tôi nghĩ là ông này cũng không hiểu về luật. Trong cái điều luật 88 Bộ luật hình sự điều 1 chỉ xử tối đa 12 năm, nhưng mà ông khuyên bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là có thể vô tội, và nếu mà bị có tội thì bị xử tới 15 năm. Tức là ông chắc ông cũng không đọc kỹ cái điều khoản đó. Rồi ông lại khuyên thân chủ là chối tội không nhận cái tài khoản Facebook của mình. Nhưng mà chính bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong một cái clip video bà thú nhận là những bài viết đó là đều là của bà. Cho nên một luật sư nói thẳng ra là hơi vô đạo đức, tức là hơi bất chấp cái chuyện mà gọi là bằng chứng do chính thân chủ mình thú tội. Thì ở ngay ở đất Hoa Kỳ này thì những luật sư như vậy cũng đều bị tước bằng, tại vì nói dối trước công lý, bằng chứng nó rõ ràng. Thì trong luật pháp Hoa Kỳ thì cũng có nhiều luật sư bị tước bằng lắm, và họ khi bị tước bằng thì nó có vài trường hợp. Thứ nhất là để luật sư đó nói láo đó, thì một là quá già, và cái phiên xử cuối cùng đó thì ông luật sư già đó ông nói láo để mà ông hy vọng ông thắng được tòa, hoặc là ông thua, nếu ông thua thì ông bị mất bằng thì ông cũng về hưu. Cái thứ hai nữa, luật sư có thể bị mất bằng là vì được trả một số tiền rất lớn, chẳng hạn như trả 5 triệu đô la cho cái phiên tòa đó, cho nên vô đó mà nói láo trắng thành đen, đen thành trắng chẳng hạn như vậy thì cũng bị. Hoặc là luật sư vô đạo đức chẳng hạn như là về tình dục, chẳng hạn như là ông Tổng thống Bill Clinton chẳng hạn vậy, thì bị tối cao pháp viện của Hoa Kỳ tước bằng hành nghề. Chúng tôi thấy thì chuyện tước bằng cũng bình thường thôi. Còn việc bà Karen McLellan của tòa đại sứ thì nói rằng là luật pháp Việt Nam cáo buộc mơ hồ, thì chúng tôi cũng đề nghị bà Karen McLellan đó là nên kiếm luật sư gốc Việt chẳng hạn như hoặc là bà đi kiếm luật sư Mỹ mà có văn phòng liên lạc ở bên Việt Nam, hoặc là những luật sư ở Việt Nam mà hiểu biết tiếng Anh để mà thông dịch những cái tài liệu ở trong tòa để bà có thể hiểu biết rõ hơn về luật pháp Việt Nam. Thì chúng tôi thấy ở bên Hoa Kỳ luật sư mà bị mất bằng thì họ vẫn hành nghề, nhưng mà họ không có ra tòa, họ chỉ ngồi họ viết biện minh trạng, họ viết biện minh trạng, họ đi thu thập tài liệu chứng cứ này nọ, nhưng mà họ không cần ra tòa. Đó thì là ở Việt Nam mình có thể hồi xưa thì có cái nghề gọi là thầy dùi, tức là thầy cãi ở tòa không được, tức là bị mất bằng thì trở thành thầy dùi, tức là ngồi ở ngoài chỉ mua dùi vô và viết những cái biện minh trạng, hoặc là làm những công việc phụ tá pháp lý hay là cố vấn pháp lý, tư vấn pháp lý thì cũng được. Chúng tôi thấy thì cái anh Võ An Đôn này ảnh cũng quá là yếu tay nghề khi mà bị
đề nghị bị tước bằng và anh có 15 ngày để anh kháng án chẳng hạn như vậy, thì anh lại tuyên bố là anh đi về anh làm nông chẳng hạn như vậy, thì chúng tôi thấy cũng nó hơi kỳ kỳ, nó không được một luật sư mà không có lập trường trong cái việc bảo vệ thân chủ mình. Và ở cái, tôi xin nói rõ là ở cái tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đó, một năm họ có khoảng 8.000 cái trường hợp hồ sơ, và họ chỉ đem ra xử có 80 hồ sơ mà thôi, tức là khoảng 99% là họ y án với tòa ở dưới, đó là tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, 99% họ y án. Còn 80 trường hợp hồ sơ để mà lôi ra làm đó, thì có thắng có thua, tức là 50-50. Thì chúng ta thấy là khoảng 99.5% là tòa án tối cao Hoa Kỳ họ y án các tòa án ở dưới. Cho nên là việc luật sư mà ra các tòa án tối cao pháp viện thì họ biết chắc là thua. Tại vì tới 99.5% là y án ở dưới. Trừ 4 trường hợp xảy ra. Đó là thứ nhất là có bằng chứng mới, có nhân chứng mới, có vật chứng mới và có tình tiết mới. Chúng ta nghe cho rõ là có vật chứng mới, nhân chứng mới, bằng chứng mới và tình tiết mới. Bốn cái đó mà không có cái gì mới, chỉ trong vòng vài phút thôi thì ông chánh án tòa án tối cao pháp viện của Hoa Kỳ họ y án, họ không cần xét xử nữa, tại vì không có gì mới hết. Kể cả mà luật sư nói bây giờ chúng tôi thay đổi cái lời khai chẳng hạn, thì hoặc là chúng tôi viết lại cái biện minh trạng thì cũng không được chấp nhận. Trừ trường hợp chúng tôi thấy giống như là trong cái phiên phúc thẩm, tự nhiên có một người nói bây giờ chúng tôi xin lỗi, tôi là chồng cũ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và một số bài viết đó không phải của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà là chính tôi viết, mà tôi bây giờ tôi ra trước tòa án tôi xin chịu tội khoảng 200 bài chẳng hạn vậy. Thì đó là một cái tình tiết mới và nhân chứng mới và cái bằng chứng mới, thì người ta mới xét xử lại cái vụ án của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Còn chúng tôi thấy thì theo những thông tin mà chúng tôi có được thì không có cái gì mới hết. Mà bên phía giám định viên họ cũng không cần ra tòa, tại vì không có gì mới để mà họ giám định hoặc là họ phải thay đổi cái giám định. Ở đây chúng ta thấy thì không thể giám định cái tư tưởng, nhưng mà có thể giám định cái tư tưởng của người viết qua tập hợp của các từ khóa trong bài viết. Chúng ta phải nói cho rõ là một bài viết thì khó có thể mà biết cái tư tưởng, nhưng mà nhờ những cái từ khóa ở trong cái bài viết thì người ta có thể đưa ra một cái kết luận khoa học là bài viết này có dùng những từ sau đây và những từ sau đây là vi phạm luật pháp. Chúng ta nói rõ chẳng hạn như cái trong bài viết nói rằng là yêu cầu lật đổ chế độ, yêu cầu triệt tiêu chế độ, yêu cầu giải thể chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chẳng hạn. Những từ khóa đó là vi phạm của điều Bộ luật Hình sự 88. Cho nên chúng ta thấy trong tương lai thì không biết sao, chứ luật sư ở Việt Nam nên, hoặc là bên công tố nên có một cái danh sách rõ ràng là những từ sau đây là từ cấm. Nếu mà trong luật pháp Hoa Kỳ nó gọi là taboo list, tức là những cái từ cấm nếu mà dùng là vi phạm luật, chẳng hạn như là triệt tiêu, thay đổi chế độ, lật đổ chế độ, phá tan chế độ, giải thể chế độ, rồi làm chế độ sập tiệm đó, những cái từ khóa như vậy. Thì khi mà người ta có những cái từ khóa đó thì người viết á, họ sẽ tránh. Còn nếu họ cố ý họ dùng những cái từ đó thì là họ đã vi phạm luật pháp. Đó là, hoặc là trong tương lai có thể viết những cái cách ẩn dụ nào đó, nhưng mà cái danh sách đó là của bên công tố đó, nó sẽ cập nhật mỗi năm cho biết, cho công chúng biết là những cái từ này là những cái từ vi phạm cái điều 88 Bộ luật Hình sự. Thì Việt Nam nên có những cái hướng dẫn rõ ràng như vậy để tránh cái tình trạng là không hiểu rõ hoặc là viết lung tung trong đó. Và cái thứ hai mà chúng tôi thấy á, là nên đặt ra một cái tiêu chuẩn gọi là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và liên quan gì tới cái vấn đề đó.
Chúng tôi thấy là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm và liên quan, liên hệ gì tới các vụ mà bà viết trong các bài viết, chẳng hạn như bà viết về vấn đề Formosa, về bảo vệ môi trường. Thì chúng tôi thấy bà không hề có liên quan, liên hệ hay là có quyền hạn vì trong những cái vụ cá chết hay Formosa. Nên đó là người ta đưa tới một cái kết luận là bà này kích động giật dây. Trừ trường hợp chúng ta thấy chẳng hạn như một số ngư dân ở Hà Tĩnh chính thức và chính danh ký tên yêu cầu bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đại diện cho họ để lên tiếng trước công luận chẳng hạn, như thì chúng ta thấy là ít ra thì bà đi đúng pháp luật, tức là bà là đại diện hay là có cái thẩm quyền gọi là đại diện cho một số người dân lên tiếng trước công luận. Và ở Hoa Kỳ thì chúng ta so sánh thì cái sự lên tiếng là nó chỉ giới hạn trong 3 lần mà thôi. Tức là nếu mà lên tiếng quá 3 lần thì người ta gọi là có ác ý. Chẳng hạn như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên tiếng Formosa 3 lần thì đối với luật pháp Hoa Kỳ là chấp nhận được, tại vì bà có cái quyền lên tiếng đó. Nhưng mà nếu mà bà cố ý quá 3 lần, tức là đi biểu tình quá 3 lần, chẳng hạn như 4 lần, 5 lần, 6 lần thì bà qua một cái mức độ nó gọi là cố ý. Lần đầu thì có thể vô ý, lần thứ hai thì có thể chủ ý, lần thứ ba là có chủ đích. Nhưng mà qua lần thứ tư là nó được liệt vào là ác ý. Bắt đầu là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này có ác ý với nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là lên tiếng vì vấn đề gì cả. Chúng ta thấy chẳng hạn như cái vụ Brexit, thì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này cũng chẳng có quyền hạn, quyền lợi, nghĩa vụ và liên quan gì tới Brexit cả. Bà tự cho bà là có cái quyền bà hô hào về vấn đề Brexit chẳng hạn. Và chúng ta thấy là bà đi quá cái sự thật. Bà chẳng, gia đình bà chẳng ở cái khu Brexit, chẳng bị ảnh hưởng gì về Brexit, chẳng có bất tiền mất bạc hay là cái gì về Brexit chẳng hạn, bà chẳng có liên quan gì hết, chẳng có nghĩa vụ, chẳng có quyền hạn, chẳng có trách nhiệm gì hết. Cho nên việc cái bà lên tiếng khơi khơi thì 3 lần thì người ta công nhận là tự do ngôn luận, đúng, không ai cấm bà nói về vấn đề Brexit. Nhưng mà bà viết tới 400 bài là chúng tôi thấy là nó đi quá cái sự thật đi. Có nhiều chi tiết trong đó bà chẳng có hề ra ngoài Hà Tĩnh, bà chẳng có hề đi ra ở nơi Formosa nhà máy chẳng hạn, bà chẳng có mặt ở đó, nhưng mà bà cứ nói bà đấu tranh cho vì Formosa, rồi nước gì cá cần nước sạch, rồi dân cần minh bạch chẳng hạn, như vậy những cái câu khẩu hiệu kích động. Thì chúng tôi biết là một số tổ chức nước ngoài họ được tài trợ và họ chuyển tiền về Việt Nam cho một số người như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để mà kích động người dân đi biểu tình. Thì vừa rồi chúng tôi cũng có nói đó là những cái tổ chức chẳng hạn như của Trịnh Hội đó là những tổ chức thiếu minh bạch. Họ hô hào là dân cần minh bạch, nước cần cá sạch, nhưng mà bản thân họ chẳng có minh bạch gì hết. Chẳng có một cái sổ sách thâu tiền như thế nào, khai báo xài ở đâu chẳng hạn, chẳng có minh bạch mà cứ hô hào người khác minh bạch. Còn về những cái vấn đề như là tự do, dân chủ, nhân quyền thì chúng tôi thấy trong các năm qua đó, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cố gắng rất nhiều trong những vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, để mà chúng tôi nói vắn tắt thôi, chứ còn đi sâu thì nó rất dài dòng. Về vấn đề nhân quyền, chúng ta thấy trước năm 1975 thì trong các học đường của Việt Nam Cộng Hòa đó, các thầy giáo giám thị đánh học trò thê thảm luôn, đánh dùng roi dài, đánh bất cứ cái kỷ luật nào cũng đánh. Thì sau năm 1975 trong học đường của nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cái chuyện đó là không có học trò nào mà bị đánh bằng roi, bằng vọt hết. Chúng ta thấy đó là một cái về vấn đề nhân quyền nó tốt hơn. Rồi nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã hy sinh bao nhiêu xương máu trong cái trận chiến bảo vệ ở phía Tây Nam chẳng hạn, như vậy hy sinh cho đất nước Campuchia, đó là một cái chiến dịch chúng ta có thể nói là giải cứu nhân quyền, tức là hy sinh mạng sống mình để cứu người dân tộc khác. Cho nên là
Mỹ trong cái thời gian 1979 tới 89 lên án nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc cùng với Trung Quốc, cùng với Bắc Hàn lên án nhà nước Việt Nam, nhưng mà đồng thời cũng lên án Pol Pot. Cho nên chúng tôi tìm những cái tài liệu thì rất là mâu thuẫn, tức là chính Mỹ cũng không có một cái biện pháp nào ngăn chặn chế độ diệt chủng Pol Pot, chỉ có nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hy sinh mạng sống qua giải cứu cho nhân dân Campuchia từ năm 1979 cho tới 89. Cho nên là chúng ta thấy là những cái cáo buộc mà vi phạm nhân quyền của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam hay mấy ông Mỹ thì nó khôi hài. Nó dân quyền ở Việt Nam bây giờ họ thừa mứa, chúng tôi có thể nói dùng cái chữ thừa mứa, tức là lần đầu tiên chính thức là đài BBC ra cái bài viết là nhân quyền được dạy từ mẫu giáo cho tới đại học ở Việt Nam. Đó là nhân quyền được dạy từ mẫu giáo cho tới Việt Nam, cho tới đại học, xin lỗi, tại Việt Nam. Rồi nhiều cái vấn đề về nhân quyền cũng được cải thiện lắm. Chẳng hạn như trong những trại cải tạo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, bây giờ đó họ tổ chức những cái buổi khiêu vũ, những cái buổi hát bolero trong trong nhà tù. Rồi nhà tù được coi tivi, được có thư viện đọc sách, đọc báo. Và cái điều đặc biệt trên thế gian này, chưa bao giờ nhà nước nào có trại tù, trại cải tạo mà có buồng hạnh phúc. Tôi nói thẳng quý vị nên lên Google tra ba chữ buồng hạnh phúc, chỉ có Việt Nam có. Đó là cái nhà nước tôn trọng cái giá trị nhân quyền và nhân đạo và nhân tính. Chứ tất cả các nước khác như Hoa Kỳ đây làm gì mà có buồng hạnh phúc cho phạm nhân, vô là còng, là nhốt, là xích, chứ đâu có mà buồng hạnh phúc nào. Cho nên là tôi nghĩ là nhà nước cũng nên chụp hình rồi mời các phái đoàn tới thăm những buồng hạnh phúc đó và cho họ biết là chúng tôi đối xử với những phạm nhân như thế này chẳng hạn như vậy. Rồi về vấn đề tự do thì bây giờ người dân trong nước có thể đi du lịch các nước dễ dàng, những nước Đông Nam Á thì không cần visa, hay là du lịch ở Mỹ này chẳng hạn, quý vị có tiền 5-7 ngàn đô quý vị đi du lịch qua Mỹ. Đó là cái điều mà 21 năm chế độ Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ có, chưa bao giờ được. Tức là người dân Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được đi du lịch ở Mỹ đó. Tại vì người ta coi thường quý vị. Quý vị đi qua đây quý vị trốn, trốn lính. Quý vị trốn lính, quý vị trốn này trốn kia cho nên người ta không cho. Nhưng mà bây giờ nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người công dân có đầy đủ phương tiện, có tiền, có một cái lý lịch tốt, thì tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam sẽ cấp giấy cho quý vị vào Mỹ đi du lịch. Chuyện đó trước đây 21 năm của thời Việt Nam Cộng hòa không bao giờ có. Cho nên là nói vấn đề mà tự do thì thật sự là Việt Nam bây giờ tự do, quý vị có thể đi du lịch Campuchia, đi du lịch Lào, Thái Lan, thậm chí qua Trung Quốc, Đài Loan, nó rất dễ dàng. Đó là cái vị thế của Việt Nam. Chứ Việt Nam mà nghèo quá cũng không ai mở cửa cho vô du lịch hết. Nhưng mà vị thế của Việt Nam bây giờ sau 42 năm họ được tăng lên một cái tầm mức gọi là kỳ diệu. Tôi có thể nói là bây giờ nền kinh tế Việt Nam họ đang tăng trưởng rất là mạnh, như quý vị vừa thấy trong cái bài diễn văn của ông Donald Trump. Đó là vấn đề về tự do, về dân chủ cũng vậy. Nhiều vấn đề được bàn thảo, nhiều vấn đề được nêu ra. Và Việt Nam là một trong những nước ký những công ước về nhân quyền đầu tiên của Liên Hiệp Quốc. Chẳng như công ước chống bạo hành trẻ em vậy đó, Việt Nam là nước thứ nhì trên thế giới và nước thứ nhất ở châu Á ký hiệp ước về chống bạo hành cho trẻ em, những cái hiệp ước về nhân quyền. Trong khi Mỹ không dám ký, tại vì Mỹ biết Mỹ vi phạm nhân quyền, Mỹ tra tấn tù nhân, Mỹ vi phạm nhân quyền,
Mỹ không có chấp nhận tòa án hình sự quốc tế, tại vì Mỹ biết rằng tòa án hình sự quốc tế sẽ xét xử Mỹ, chính quyền Mỹ về những tội vi phạm nhân quyền. À, Mỹ bây giờ thả bom ở Syria, ở Iraq, Afghanistan chẳng hạn như vậy là vi phạm. Bom là giết người mà, cho nên là những cái vụ vi phạm đó, cho nên Mỹ sợ, Mỹ không dám ký. À, Mỹ tránh né những cái, và Quốc hội Mỹ không có ủy ban nhân quyền. Tôi nói cho rõ vì tôi là cái người ở đây á, Quốc hội Mỹ không có ủy ban nhân quyền. Vấn đề nhân quyền là của Liên Hiệp Quốc, Mỹ không có ủy ban nhân quyền ở Quốc hội Mỹ, mà không có ông nào hết á, chỉ có một cái ủy ban của ông Tom Lantos thì ông chỉ có cái giá trị là tư vấn, tức là ông chỉ khuyên thôi chứ ông không có một cái thẩm quyền gì về về giá trị là lên án nước này nước kia về nhân quyền những hạn. Ông chỉ nước này có vi phạm thì chúng ta lên tiếng. Chúng tôi nói cho rõ là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó không phải là công dân Hoa Kỳ, cho nên không được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ và không được tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam bảo vệ. Quý vị nghe cho rõ, họ chỉ lên tiếng, họ đi xin với một cái tư cách nhẹ nhàng chứ không có được yêu cầu, không được yêu cầu thả mẹ nắm như một số báo đài ở bên hải ngoại nói là yêu cầu thả mẹ nắm ngay lập tức chẳng hạn như vậy. Những cái giọng văn trịch thượng không đúng sự thật, chẳng có ai yêu cầu, chỉ là lên tiếng nếu mà xét xử thì công bằng hơn vậy thôi. Thì chúng tôi thấy bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị y án 10 năm thì hy vọng là bà chấp hành nửa bản án và trong 5 năm thì bà sẽ được giảm án và có thể được tha bổng. Ngoài cái chuyện mà chúng tôi vừa nói hồi nãy đó là bà được giảm 2 năm, tức là bà không bị truy tố ở mức cao nhất trong cái hình phạt 12 năm. Ngoài ra thì chúng tôi thấy bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này nói là đại diện cho dân oan rồi đi tranh đấu cho dân oan, nhưng mà qua những cái cuộc xét xử đó chúng tôi chẳng thấy người dân nào mà tới thăm viếng bà hay là đứng ủng hộ bà, chỉ có vài người giống như mẹ của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là cái cô Trịnh Kim Tiến chẳng hạn, như một vài người. Thì chúng tôi thấy là dường như bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này là không được lòng của những người dân trong nước và cũng không được lòng của những người tranh đấu dân chủ tự xưng trong nước. Chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên. Thì chúng tôi tìm hiểu thêm thì biết là bà này cũng đánh phá những cái tổ chức trong nước và cũng không hài lòng so với những người tranh đấu trong nước, và bà cũng lấy tiền của những người trong nước, chẳng hạn như cái giải thưởng 50.000 euro đó thì cho 127 nhà tranh đấu ở Việt Nam và những tổ chức tranh đấu ở Việt Nam, thì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thâm lãm một số tiền trong đó. Đó là một cái án, có thể nói là một cái án dân sự khác do chờ cho xét xử cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi thấy là những cái nhà tranh đấu ở Việt Nam dường như là họ hoang tưởng, họ ảo tưởng những cái thế lực ở nước ngoài, những ngoại bang, rồi giống như ông Võ Văn Đôn nói là Liên Hiệp Quốc, rồi Liên Âu, rồi Châu Âu, rồi Mỹ sẽ lên tiếng can thiệp gì. Chúng tôi thấy là họ nói quá sự thật, những cái tổ chức đó họ dường như họ không quan tâm, tại vì bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì không phải đại diện cho 94 triệu dân mà chỉ là một cá nhân nhỏ lẻ, cho nên là họ dường như họ không quan tâm lắm. Vì vấn đề nhân quyền chúng tôi nói nhiều lần, vấn đề nhân quyền là phải dựa trên căn bản của cả dân tộc, của một khối đại đa số 94 triệu người, chứ không phải một vài cá nhân nhỏ lẻ. Và chúng tôi nói là một cái quá trình thay đổi xã hội nó phải là quá trình nhiều năm, chẳng hạn như năm 1975, 76, 77 đó, chúng ta nói tới một chữ thôi là chúng ta có thể bị ở tù. Nói một chữ thôi là chúng ta có thể bị ở tù, chẳng hạn như là nói là nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhắc tới chữ bolero là chúng ta có thể bị ở tù. Chúng tôi biết là nhiều thanh niên, thiếu niên, thanh nữ thời đó là tổ chức nhảy đầm khiêu vũ bolero là bị bắt hết á, bị bắt ở tù, đi cải tạo, lao động không ít chẳng hạn như vậy. Nhưng mà sau 42 năm thì bây giờ nhạc bolero nó lại được thịnh hành, nó lại được dân chúng đón nhận, nó lại thậm chí là ở trong các doanh trại bộ đội
cũng hát nhạc bolero. Trong các trại giam, những cái buổi lễ chẳng hạn, lễ Tết chẳng hạn, như người ta hát nhạc bolero một cách thoải mái. Điều đó làm cho những ông chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại họ lấy làm tức tối lắm. Chẳng hạn như cái ông Võ Tín An Ninh chẳng hạn, như vậy mà tự xưng một cái nhà văn quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, như viết mấy cái bài vớ vẩn về bolero chẳng hạn. Họ không tin là cái chuyện đó là sự thật. Họ không tin là ngày nay dân chúng Việt Nam có thể tổ chức những cuộc thi khiêu vũ, những buổi hát nhạc vàng bolero một cách chính thức và công khai. Họ không nghĩ ra được cái chuyện đó. Họ không nghĩ ra là trong tương lai này cái phong trào nhảy thể dục cha 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 nó lại bùng nổ lên chẳng hạn như vậy. Họ nghĩ là trời ơi, nước Việt Nam rồi những ông cộng sản làm sao biết nhạc cha cha cha. Họ đầu óc họ rất là thiển cận, và họ không nghĩ là đó là sự thật. Nhưng mà chúng tôi thấy là trong tương lai nó sẽ thành sự thật thôi. Còn những cái vấn đề mà về pháp lý, về tranh đấu pháp lý, về luật pháp á, thì chúng tôi thấy á, những người như anh Võ An Đô á, thường là có sự hoàn tưởng, nghĩ rằng là luật sư là đi ra tòa là sẽ thắng. Nhưng mà tôi có kể hồi nãy á, là 99.5% á, luật sư đi ra tối cao pháp viện của Hoa Kỳ là đều bị thua hết. Nhưng mà họ vẫn phải làm việc thôi, Và có nhiều vấn đề chúng ta thấy là nó phải trải qua một cái quá trình 40-50 năm. Nó quá trình nó lâu dài lắm, không phải giống như tôi mới vừa kể là quá trình bolero chẳng hạn như vậy. Hoặc là ở Mỹ này chẳng hạn, như một cái quá trình gọi là quay phim chụp hình trong tòa án chẳng hạn, như là một quá trình 40-50 năm nay cứ cãi hoài, có tòa án thì cho được quay phim trong tòa, có tòa án thì không cho quay phim chẳng hạn, như nó tranh cãi lắm. Cho nên là muốn thay đổi về vấn đề pháp luật pháp lý thì tôi nghĩ là các ông bà luật sư ở Việt Nam nên viết lại cái phụ luật và diễn giải những cái điều bộ luật hình sự, chẳng hạn như phụ luật về điều 88, những cái án lệ về điều luật 88 bộ luật hình sự. Và cách diễn giải ở đây là diễn giải từ phía nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phía giám định viên, về phía những luật sư đi trước chẳng hạn, những cách diễn giải để người dân họ nắm vấn đề, và những cái từ ngữ nào nó gây nên thành ra là một cái tội trạng và những từ ngữ nào không gây ra những cái tội trạng đó. Chẳng hạn như trong cái bài viết thì mình khuyên người dân là chẳng hạn như bài viết này chỉ thể hiện quan điểm riêng của tôi, và tôi gửi bài viết này cho những người bạn sau đây: Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C. Những người không có tên trong danh sách này yêu cầu tiêu hủy, xóa bỏ cái bài viết này, không phát tán chẳng hạn như vậy. Rồi hoặc là những cái câu như là bài viết này không nhằm mục đích đả kích lật đổ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phải viết thẳng như vậy trong cái câu dòng đầu tiên chẳng hạn, nhập đề chẳng hạn, là bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân và chúng tôi không dùng bài viết này để đả kích lật đổ giải thể chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và gây phương hại tới đảng và nhà nước Việt Nam chẳng hạn. Những cái câu mình cứ gọi là chối bỏ trách nhiệm ngay từ cái câu đầu tiên vô cái bài viết của mình chẳng hạn như vậy, thì để coi cái phía bên công tố viên và phía quan tòa và phía nhà nước họ nghĩ sao về cái bài viết đó. Sau khi mà mình đã thay đổi cái cách viết như vậy chẳng hạn như vậy, thì luật pháp nó mỗi ngày nó sẽ văn minh hơn. Có thể là cái bài viết đó cái bên phía nhà nước nói ồ, rõ ràng là cái bà A này bà chỉ viết cho bạn của bà, ba người bạn, và đề rất rõ là yêu cầu không phát tán chẳng hạn như vậy, và không chịu trách nhiệm nếu mà quý vị phát tán trên mạng xã hội gì đó là chúng tôi không chịu trách nhiệm nữa. Hoặc là cái bài viết này chỉ có giá trị nội bộ, lưu hành nội bộ, và chỉ có giá trị cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sau cái ngày đó thì yêu cầu quý vị nào mà đọc thấy cái bài này thì yêu cầu xóa bỏ, vứt thùng rác. Chẳng hạn như vậy, thì chúng ta thấy là hy vọng là trong thời gian tới sẽ có những vị luật sư hay luật gia của Việt Nam ngồi viết những cái đó, viết cái một cái những cái bản mẫu về biện minh trạng,
rồi những cái phụ lục, những cái phụ lục, nếu mà những cái phụ lục rồi những cái án lệ mà đã xảy ra trong Nam, ngoài Bắc, miền Trung chẳng hạn, như về cái tội danh điều bộ luật 88 bộ luật hình sự, rồi cách diễn giải của các công tố viên, rồi vì sao những cái chữ trong cái bài viết đó nó giám định như vậy, nó vi phạm cái gì chẳng hạn, như tức là chúng ta phải hiểu hiểu rõ vấn đề và cho người dân hiểu rõ vấn đề. Dường như chúng tôi thấy là bên phía nhà nước thì nói là vi phạm, còn bên phía luật sư thì cũng mù mờ, cũng nói không biết nữa, bây giờ chối tội đi chẳng hạn, như vậy đặt ra những cái điều là chối tội, rồi suối thân chủ mình chối tội, mặc dù trước đó thân chủ mình thú tội với cơ quan điều tra an ninh chẳng hạn, như vậy nghĩa là vi phạm về đạo đức, nói rằng làm nẻo chẳng hạn như vậy. Thì hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ có dịp nói thêm về vấn đề này. Và bây giờ chúng tôi xin tạm chấm dứt.